Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Rất cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, trong tuần này thì ông Donald Trump Jr., con trai lớn của Tổng thống Trump, đã có chuyến đi chào mời khách hàng mua những cái dự án địa ốc của tập đoàn Trump Organization tại một số những cái khu vực sang trọng ở những thành phố lớn của Ấn Độ. Tuy nhiên, cái chuyến đi này của ông Trump Jr. đã làm nhiều người lo ngại là ông Trump con đang dùng sức ảnh hưởng của cha để mà kinh doanh, và cái việc này sẽ gây ra những cái mâu thuẫn về lợi ích. Là bởi vì ông Trump Jr. vẫn đang là một trong những cố vấn cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump, và ông kiêm luôn người điều hành toàn bộ công việc kinh doanh mà Tổng thống Trump đã chuyển nhượng kể từ khi ông lên làm Tổng thống. Và trong những ngày mà ông Trump Jr. còn chưa đến Ấn Độ, thì một trong những cái đối tác kinh doanh của tập đoàn Trump Organization đã tung ra những cái quảng cáo mà lên những trang nhất của những tờ báo lớn có cái số lượng phát hành nhiều nhất ở Ấn Độ, kêu gọi mọi người là nếu mà mua một cái căn apartment ở đây thì sẽ có những cái buổi dinner và có cơ hội được trò chuyện với ông Trump Jr. Và đây là một trong những cái tờ quảng cáo đó, thưa quý vị. Quảng cáo nói rằng Trump is here, are you invited? Và ở đây là hình ảnh một trong những cái căn chung cư sang trọng cao cấp mà tập đoàn Trump đang xây dựng và đang chào bán. Thì đáp lại những cái lời chỉ trích về xung đột lợi ích, ông Trump Jr. đã nói rằng không phải bây giờ mà mấy năm trước rồi tôi đã nói là Ấn Độ sẽ là thị trường lớn nhất của tập đoàn Trump, và chúng tôi sẽ còn tiếp tục tập trung đầu tư vào cái thị trường này nhiều hơn nữa khi mà cha tôi hết nhiệm kỳ. Ông cũng nói thêm, thật ra trái ngược với mọi người đang chỉ trích, công ty của chúng tôi lại mất đi nhiều triệu Mỹ Kim cho những cái cơ hội đầu tư kể từ khi mà cha tôi lên làm tổng thống, thưa quý vị. Trong khi đó, tiếp tục với các bản tin về cái phong trào mà các em của trường Stoneman đang dồn nỗ lực để kêu gọi thay đổi luật về súng ống, thưa quý vị. Đài CNN ngày hôm qua đã tổ chức một buổi gặp gỡ cộng đồng Town Hall Meeting ở thành phố Sunrise, Florida. Các câu hỏi đặt ra, và đây là vấn đề, thưa quý vị, là các ông có nhận tiền tranh cử của NRA hay không? Và người ta nói thượng nghị sĩ Marco Rubio có thể nói rằng là rất là can đảm, bởi vì ông thống đốc Rick Scott của Florida thì đã không đến tham dự, nhưng mà thượng nghị sĩ Marco Rubio thì đồng ý để đến tham dự. Câu hỏi đặt ra rất lúc này đó là họ nói những người mà thành viên trong quốc hội đó nhận tiền của tổ chức hiệp hội súng NRA, và đứa bé trai này nói rằng là nếu mà phải chi tôi gặp được phát ngôn viên cái người phụ nữ đó thì tôi cũng sẽ hỏi một cái câu hỏi tương tự, tại sao bà có con mà bà làm việc và nhận tiền của NRA để mà tiếp tục cho phép sử dụng súng ống bừa bãi. Thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng có cái lý của ông. Ông ủng hộ cái hiến pháp chương 2, có nghĩa là cho phép người dân sở hữu súng ống. Và đồng thời, ông có những vấn đề mà ông bảo vệ cái quyền của những người sở hữu súng ống. Cho nên một lần nữa, thưa quý vị, bản tin ghi nhận đó là trên trang mạng GoFundMe, chỉ trong có vài ngày qua thôi, một cái số tiền mà các em đã nhận được trong vòng 3 ngày
là đã lên tới 1.700.000 Mỹ Kim và bao gồm 2.000.000 Mỹ Kim nữa từ các tài tử danh nhân ở Hollywood trao tặng. Chẳng hạn như là George Clooney tặng 500.000 Mỹ Kim, Oprah Winfrey 500.000 Mỹ Kim, Steven Spielberg 500.000 Mỹ Kim. Các em sẽ dùng những số tiền này, tức là 3.700.000 Mỹ Kim đó, để tổ chức ngày tuần hành đến thủ đô Washington 24 tháng 3 tới đây. Không những thế, các em dự trù là sẽ thực hiện những cái cuộc tuần hành đến các thủ phủ của các tiểu bang để kêu gọi các nhà lập pháp là phải bằng mọi giá đưa ra các luật lệ mới về súng ống làm giảm thiểu nhất. Đây là một cái điểm rất là quan trọng thưa quý vị. AR-15, cây súng mà nghĩa là sử dụng trong cái cuộc tấn công quân đội đó, tại sao lại được bán một cách rất là rộng rãi, thoải mái cho mọi người? Ai muốn mua cái AR có cần thiết? Nhiều người họ là những người trách nhiệm sở hữu súng đó, họ nói có cần thiết để chúng ta làm chủ cái AR-15 để đi săn bắn hay không? Trong khi cái AR-15 khi mà bắn một cái viên đó, phía trước thì nó có lỗ chút xíu thôi, nhưng mà đằng sau nó phá, bởi vì cái luồng đạn nó đi là đi vòng xoáy thưa quý vị, cho nên bắn là chết. Cho nên họ nỗ lực của các em là loại bỏ, đầu tiên là loại bỏ những cái loại súng này ra khỏi thị trường. Vâng thưa quý vị, có một cái báo cáo từ một cái tổ chức gọi là Southern Poverty Law vừa công bố ngày hôm qua cho thấy là trong năm 2017 vừa qua, cái số lượng các nhóm kỳ thị chủng tộc, thù ghét người đồng tính, kỳ thị phụ nữ tiếp tục gia tăng ở trên khắp Hoa Kỳ. Một năm sau khi mà Tổng thống Trump lên nắm chính quyền thì toàn Hoa Kỳ có tổng cộng 957 nhóm kỳ thị thưa quý vị, là kỳ thị chủng tộc rồi kỳ thị giới tính vân vân, gộp lại đã tăng 4% so với năm 2016, nhưng mà là mức tăng đến 20% so với năm 2014, nghĩa là chỉ trong vòng có 3 năm mà thôi. Và tiểu bang California có tổng cộng 75 nhóm kỳ thị như vậy, mà miền Nam Cali chiếm hơn một nửa, có đến 38 nhóm. Trong số hơn 600 nhóm da trắng thượng đẳng thì những cái nhóm mà theo chủ nghĩa phát xít Đức cũng gia tăng từ 99 nhóm lên thành 121 nhóm trong năm vừa qua. Những cái nhóm mà tổ chức chống Hồi giáo cũng tăng liên tục trong 3 năm liên tiếp, từ 101 lên đến 114 nhóm trong năm 2016. Và giám đốc của tổ chức Southern Poverty Law, bà Heidi Birich, bà nhận định rằng chính những cái phát ngôn cũng như là những cái việc thực thi chính sách của Tổng thống Trump đã như ngầm ra hiệu cho những cái nhóm kỳ thị chủng tộc này, khiến họ cảm thấy là việc phân biệt chủng tộc được chính người lãnh đạo của đất nước thừa nhận. Di dân thì bị xua đuổi và người Hồi giáo thì bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, báo cáo này cũng cho rằng số lượng những cái nhóm kỳ thị da trắng nhiều thêm lại bắt nguồn từ cái sự nổi lên của những cái nhóm người da màu, mà những cái nhóm này vì phản đối chính sách của Tổng thống Trump. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa hai nhóm da trắng và da màu, đó là cái nhóm da trắng thượng tôn đang chiếm được quyền lực nhiều hơn. Những nhóm theo chủ nghĩa da màu, họ không có người ủng hộ và không có sức ảnh hưởng tại mainstream. Vì vậy, mặc dù những cái nhóm da màu phát triển nhiều về số lượng, nhưng không có ảnh hưởng nào về mặt chính trị cả. Trong thời gian gần đây, có nhiều nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài nhắc tới chuyện tướng McMaster 4 sao có khả năng rời khỏi Tòa Bạch Ốc. Ông đang làm cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Trump. Chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến quý vị bản tin chi tiết.